vật trong đại dương tồn tại bằng cách hình thành các mối quan hệ trong loài hoặc trở thành đối tác của các sinh vật khác. Có lẽ nổi đình nổi đám nhất trong số đó là mối quan hệ giữa hải quỳ và cá hề. Hải quỳ là một loài động vật không xương sống trông giống như một tấm thảm với những xúc tu chứa nọc độc. Hải quỳ sẽ bảo vệ cá hề tránh khỏi sự đe dọa của những loài khác. Mặt khác, cá hề được trang bị một lớp chất nhờn đặc biệt giúp chúng không bị hải quỳ làm tổn thương. Đồng thời, chúng cung cấp chất dinh dưỡng cho hải quỳ thông qua phần thức ăn còn sót lại. Ngoài ra, việc cá hề khuấy động những khu vực nước giúp làm tăng thêm lượng oxy cần thiết cho hải quỳ. Đây là một ví dụ hoàn hảo về sự cộng sinh.